Dạ, xin chào mọi người ạ. Hôm nay Shop Đầu Câu Nhật Bản Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 77 bao gồm có 18 cây cần hàng Nhật Bản. Và lô cần của em ngày hôm nay tất cả đều là chất liệu phíp cả nha mọi người. Và có chiều dài tương ứng từ 1m8 đến 4m2. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí ship, bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000. Và em xin giới thiệu với mọi người cây cần đầu tiên ở đây ạ. Cây cần đầu tiên ở đây em có là một cây cần lua dài 1m8 bao gồm có 3 khúc như thế này ạ. Cán của cần này cán mút xốp đây, cây mút xốp này, cây này và mặt ngoại hình thì khá là ok, còn khá là sáng, trà xước rất là nhỏ. Cây này là của hãng Yên Hong Happy Sunday dài 1m8. Cây này là của hàng Trung Quốc xuất Nhật đây, dài 1m8 bao gồm có 3 khúc như này. Cây này có tất cả là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu, trà xước rất là nhỏ, trà xước vị trí nhỏ như thế này thôi. Cây này nhìn chung ngoại hình khá là ok ạ. Cây số 1 này nặng là 128g. Và ngọn độ lớn ngọn là 21 và có độ cứng là tầm khoảng là 15. Đây độ cứng của ngọn này. Tầm khoảng 15. Nặng 128g. Và cây số 1 này có giá là 350.000. Và tiếp đến là cây số 2 ạ. Cây số 2 ở đây em có là một cây hàng nội địa bao gồm có dài 2m4, bao gồm có 3 khúc như thế này ạ. Cây này cán gỗ, phần cán gỗ này vẫn còn khá là sáng, bát inox vặn như thế này, khuyên vui suy. Cây này có tất cả là 4 khuyên bao gồm cả đầu bu. Thì phần thân khúc thứ nhất thì có bị trầy xước như thế này, tem mạc thì có bị tróc nhẹ như thế này, tem của hàng nội địa đây ạ. Đây, khúc trầy xước như thế này. Cây số 2 này nặng 228g. Ngọn độ lớn ngọn là 26 và độ cứng của cây này là tầm khoảng là 15. Cây này dài 2m4, 3 khúc, ngoại hình như thế này, ngoại hình cũng khá là cũng tương đối, có bị trầy xước mà nhìn chung cũng không đến nổi nào đâu ạ. Cây số 2 này có giá là 280.000. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây cũng tương tự như cây số 2, dài 2m4 bao gồm có 3 khúc. Cây này là cây Olympic dài 2m4. Phần cán của cái cần này cũng là cán gỗ, nhìn cũng khá là sáng, không có bị trầy xước cái phần cán. Bát inox vặn khuyên, cây này là khuyên Fuji. Cây này có tất cả là 8 khuyên bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình tổng thể của cây số 3 là như thế này. Cây số 3 thì nhìn về mặt ngoại hình cũng khá là tương đối, không có bị trầy xước gì đáng kể, đây có trầy xước như này thôi. Đây. Nhìn chung thì cây này màu sơn cũng không khá là sáng. Cây số 3 này nặng 283g và độ lớn ngọn là chỉ 1/5 thôi. Và cây này cứng, độ cứng tầm khoảng là 10 đến 15. Đây, ngọn dẻo nha. Và cây số 3 này có giá là 330.000. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây dài 1m8, 2 khúc và 2 ngọn ở đây ạ. Cây số 4 này là một cây của Suyumi, một thương hiệu của Hàn Quốc ạ. Và mặt ngoại hình cây này em khá là mới, có bị trầy xước ở vị trí như này. Cán là gắn gỗ, có trầy xước ở đây. Nhìn chung thì cây này ngoại hình đẹp ạ. Hai ngọn đều là ngọn tháp cả. Như này. Bát là bát gập Fuji FS6, 6 khuyên, 7 khuyên bao gồm cả đầu bô. Cái này có 7 khuyên bao gồm cả đầu bô ạ. Cái này ngoại hình khá là ok, còn khá là mới nha. Đây của Suyumi, dài 1m8. Và cây số 4 này nặng là 186g. Đây ạ. Và độ lớn ngọn là từ 1/1, ngọn nhỏ nhất là 1/1 và ngọn lớn nhất là 1/7 cả hai ngọn. Thì độ cứng của nó của hai ngọn này dạng ngọn tháp, cây này tầm khoảng độ cứng 10. Đây, dạng ngọn dẻo này. Chúng ta câu bè câu tôm cái cây này cũng khá là ok. Và cây này độ cứng là tầm khoảng là 30 bên ngọn tháp ạ. 20 30 bên ngọn tháp nha. Và cây này là của Suyumi, một thương hiệu của Hàn Quốc. Và cây số 4 này có giá là 400.000. Tiếp đến là cây số 5 ạ. Cây số 5 ở đây em có là một cây Olympic dài 2m4, bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Cây này phần là cán
Và cái ống gỗ như thế này, không có bị trầy xước nha. Và khúc có đọt bị trầy xước phần đọt này. Thì nhìn chung cái cây này màu sơn ở trên cây này cũng còn khá là sáng này. Đây, màu sơn khá là đẹp nha. Không có bị trầy xước gì đáng kể cả. Hai ngọn, một ngọn thường và một ngọn ngọn tháp ạ. Như này. Cây số 5 này nặng là 284 g và độ cứng ngọn là 1 ly 5 và 1 ly 8, hai tương ứng với hai ngọn. Ngọn là 1 ly 5 và 1 ly 8 ạ. Và độ cứng thì tương ứng là từ tầm 10. Độ cứng là tầm 10 đến là 30 40 bên 40 40 bên ngọn tháp ạ. Cây này cũng là tương đối cây Olympic và 24 bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Và cây số 5 này, và cây số 5 này có giá là 420.000 bát là inox vàng khuyên Fuji. Cây này có tất cả là 7 khuyên, 8 khuyên ạ, 8 khuyên bao gồm cả đầu bông ạ. Cây đó là cây số 5. Tiếp đến là cây số 6 ạ. Cây số 6 ở đây em có là một cây có tên RGK. Nhãn hiệu của hàng nội địa Nhật. Cây này thì và mặt ngoại hình khúc thứ hai này có bị trầy xước. Cây này dài 2m4, có 2 khúc ạ. Đây có bị trầy xước bên này. Đây trầy xước bên này nha. Và ở đây ạ. Nói chung là cây này cũng có một vài vị trí bị trầy xước. À, phần này phần bị cái sơn nó bị tróc sơn ra nha mọi người, chứ không phải là bị xước gì đâu ạ. Đây ạ. Cây hiệu RGK đây. Dài 2m4. Và cọn của cần này là dạng ngọn tháp. Bát là bát Fuji, bát gập. FS7. Cây này có tất cả là 8 khuyên bao gồm cả đầu bu ạ. Cây số 6 này nặng 242 g và ngọn là độ lớn ngọn là 21 và độ cứng của nó này tầm khoảng là 20 đến 30 bên ngọn tháp nhé. 20 đến 30 bên ngọn tháp. Cây số 6 này và cây số 6 này có giá là 380.000. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây thì cũng một cây tương tự như cây số 6. Cây này cũng hiệu hàng nội địa Nhật, hiệu là RGK này, tên của cần. Dài 2m4 bao gồm cũng 2 khúc ạ. Cây này về mặt ngoại hình thì ok hơn cây số 6, không bị trầy xước gì đáng kể cả. Có những vị trí trầy xước nhưng mà trầy xước nhỏ như thế này thôi ạ. Đây, trầy xước như thế này. Không đánh nổi như cái cây đằng số 6 một tí thôi. Cây này thì ngọn thường dạng ngọn lớn. Cây số 7 này nặng 248 g và độ lớn ngọn là 41. Cây này khá cứng, tầm độ cứng tầm 70 đến 80 ạ. Và cây này có tất cả là 8 khuyên bao gồm cả đầu bu, khuyên Fuji, bát gập, bát Fuji gập FS7 ạ. Đây ạ. Thì ngoại hình tổng thể của cây số 7 thế này. Và cây số 7 này có giá là 450.000. Tiếp đến là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có là một cây Suyumi dài 3m, bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Thì cây này và một ngoại hình khá là ok, không có trầy xước gì đáng kể. Cây này độ mới tầm 90%. Cây này rất là đẹp. Bát như thế này, FBSD24 này, bát vàng. Khuyên của cần, khuyên là khuyên Fuji ạ. Khuyên bộ khuyên cũng khá là sáng đẹp cái này. Cây này ngoại hình rất là đẹp, hai ngọn đều cả là ngọn tháp cả và hai độ lớn hai ngọn là bằng nhau. Hai cây này hai ngọn là độ lớn bằng nhau và cây này cũng khá là nhập khuyên ạ. Bảy tám khuyên, cây này có tất cả là 8 khuyên bao gồm đâu cả đầu bu, dài 3m và có độ cứng là 50 đến 80. Độ cứng của hai ngọn này tương đương nhau. Đây, ngoại hình tổng thể của cây số 8 này, cây Suyumi. Cây này ngoại hình khá là đẹp nha. Nó bị trầy xước gì đáng kể cả. Đây, cây xước nhẹ nhìn như thế này thôi mà không có gì đáng kể đâu ạ. Không thấy rõ đường xước luôn ạ. Cây số 8. Và cây số 8 có giá là
500. Cái vị trí này là các bạn có giá là 570.000 nha. Cái số 8. 570.000. Cây số Yumi, một thương hiệu của Hàn Quốc. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có là một cây hàng nội địa Nhật có tên là NFT thế này. Cái này cái vị trí cái chỉ quấn keo nó bị còn giữ lại, nó không có tróc ra được nha. Đây là cái lắp keo. Này. Và cây này dài 3m3, bao gồm có 3 khúc là màu sơn, nó còn là màu xanh xanh đậm như này. Độ cứng là 50-70, phần cán của cần. Phần cán được quấn nhựa cũng khá là ok ạ. Đây. Và cây này là FS bát, là bát cặp Fuji FS8 ạ. Khuyên Fuji. Cái này có 8 khuyên, bao gồm cả đầu bô, và đầu bô của này là đầu bô đồng rập nha. Đầu bô cần này, vị trí là vị trí nó bẩn này. Chúng ta kèo nó ra, chè nó ra hết ạ. 8 khuyên bao gồm cả đầu bô. Và cây số 99 này nặng là 490g. Và cây này độ lớn ngọn là 4.3. Cây này độ lớn ngọn là 4.3. Và độ cứng của ngọn này là tầm khoảng là 70, 50-70. Đây ạ, độ cứng này, theo đoạn khoảng 50-70. 4.3. Cây này dài 3m3. Thì về mặt ngoại hình thì cây này gần vị trí nó dính keo thế này. Này. Keo cái đây là do cái băng keo nhựa dán họ quấn nó cần thôi ạ. Và cây này có giá là 500.000. Cây số 9. Và tiếp đến là cây số 10 ạ. Cây số 10 ở đây em có là một cây Olympic dài 4m2, bao gồm có 3 khúc như thế này. Cây số 10 này thì về mặt ngoại hình thì cũng khá là tương đối, có bị trầy xước, nhưng mà những vị trí trầy xước này thì không có tróc sơn nhiều lắm đâu ạ. Giờ đa khúc đây, vị trí này thì tróc sơn này. Đây, cái vị trí này nữa thôi. Cây này gồm có 3 khúc bắt gặp Fuji FS7 khuyên Fuji. Cây này có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bô. Dài 4.2. Cây số 10 này nặng là 549g và độ lớn ngọn là 3.7. Đây, cái vị trí xước đây này. Đây. Và độ cứng của ngọn là tầm khoảng là 40-50. Đây, 40-50. Là cứng ngọn này. 42. Và cây này có giá là 560.000. Tiếp đến là cây số 11. Cây số 11 đây em có một cây hàng nội địa có tên là RRK. Cây này giống như cây số 6 và cây số 7 của em lúc nãy. Thì cây này và mặt ngoại hình cũng khá là mới nè. Chỉ quấn khá là đẹp, còn khá là sáng, phần tay cầm, cán cầm, tôi cầm như thế này. Cây này bắt là bắt gặp Fuji FS7. Khuyên Fuji, cây này có tất cả là 8 khuyên, bao gồm cả đầu bô dài 2m7, bao gồm có 2 khúc. Có bị trầy xước ở đây ạ. Trầy xước như này. Nhưng mà nhìn chung có bị trầy xước, nhưng mà những vị trí trầy xước thì cũng không đáng kể. Màu sơn của cây còn khá là sáng. Cây số 11 này nặng 287g và độ lớn ngọn là 4.2. Cây này cứng là tầm 70-80, cây này cũng khá cứng nha. Và cây số 11 này có giá là 480.000. Dài 2m7, 2 khúc, rất là ít gặp nha. Tiếp đến là cây số 12 ạ. Cây số 12 đây em có cũng giờ là một cây dài 2m7 nhưng là 3 khúc. Cây này gồm có 3 khúc và 3 ngọn. Cây này dạng khuyên là khuyên đồng độc, đầu bô cũng đồng độc luôn ạ. Cây Olympic dài 2m7. Đây. Như này. Còn mặt ngoại hình thì cây này có bị trầy xước, vị trí trầy xước nhiều ở khúc này. Như thế này nha. Đây, vị trí trầy xước nhiều ở chỗ vị trí đó thôi. Thì chỗ này vẫn là tương đối. Còn hai khúc khác, còn các khúc khác này trầy xước thế này nha. Còn khúc khác thì cũng không đến nỗi nào. Hai khúc ngọn còn khá là sáng. Đầu bu khuyên rồng rọc. Cái này có 7 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khuyên rồng rọc này bát Fuji. Bát Fuji bắt gặp. Và cây số 12 này nặng là 436g.
Và độ lớn của ngọn là 2 ly 8 và 3 ly 3. Cây này có độ cứng là tầm khoảng là cây ngọn yếu nhất là tầm khoảng là 30. Ở đây, tầm 30. Và ngọn cứng là tầm khoảng là 70, 6 đến 70. Tầm 6 đến 70 này. Và cây số 12. Và cây số 12 này 3 khúc 2 ngọn có giá là 480.000. Tiếp đến là cây số 13. Cây số 13 đây em có là một cây Olympic nhà dài 3m3 bao gồm có 3 khúc. Thì cây này và mặt ngoại hình cũng còn khá là tương đối. Cán gỗ như này. À, các khúc ở bên trong 3 khúc như này thì các khúc bên trong còn khá là tương đối, không có trầy xước gì đáng kể. Cũng có một vài vị trí trầy xước mà nhìn chung thì đây vị trí trầy xước như thế này ạ. À. Và cây số 13 này nặng 369g và độ lớn của ngọn là 3 ly 2. Và cây này độ cứng là ngọn là 30 đến 40 dạng ngọn thường. Cây này có tất cả là 4 khuyên bao gồm cả đầu bu, bát là bát gập fuxi FF7 thế này, khuyên fuxi này. Khuyên đầu tiên, khuyên cái là khuyên inox thế này. Ngoại hình tổng thể của cây số 13. Và cây số 13 là giá là 369.000. Tiếp đến là cây số 14. Cây số 14 ở đây em có là một cây Daiwa dài 2m7 bao gồm có 3 khúc. Thì cây này và mặt ngoại hình cũng khá ok. Cây này có độ cứng là 50 hả, 3 hả, có ghi thông số trên ngọn. 3 khúc và bát là bát inox vặn khuyên fuxi 8 khuyên. Cây này có tất cả là 8 khuyên bao gồm cả đầu bu. Cây này và mặt ngoại hình cũng khá là ok. Có phần nhờ quấn cái góc này quấn khá là nhiều, khá là đẹp. Bát cũng khá là sáng này. Cây này trầy xước rất là ít, hầu như không có trầy xước gì đáng kể cả. Cây số 14 này nặng là 455g và ngọn độ lớn ngọn là 21. Cây này dạng ngọn tháp nha. Cái này ở đây là họ quét cái lớp keo, lớp sơn lên nè. Lớp keo đã bảo vệ cái ngọn này. Nói chung là họ quét như vậy. Và cây này độ cứng là 50 nè. 50 đến 60 bên ngọn tháp có ghi thông số ở đây. Và cây này có giá là 470.000. Cây số 14. Tiếp đến là cây số 15. Cây số 15 ở đây em có là một cây hàng nội địa dài 2m7 bao gồm có 3 khúc. Và cây này phần gốc được quấn nhỏ khá là đẹp. Phần thân là màu sơn màu cam thế này, khá là sáng như cầm. Thì cây này có bị rầy xước một vết dài thế này, một vật dài thế này nha. Cây số 15 đây, ngoài ra trầy xước thế này nữa nha. Những vị trí trầy xước ở trên đây thì không đáng kể, chỉ có mỗi vị trí này là hơi đường hơi dài, nhưng mà không có ảnh hưởng bên đánh phôi của cần đâu ạ. Chỉ là tróc sơn bên ngoài thôi. Cây này là bát là bát gập fuxi FF8 như này. 9 khuyên, có tất cả là 9 khuyên bao gồm cả đầu bu, hàng nội địa Nhật thế này ạ. Cây này màu sơn khá là sáng. Những vị trí trầy xước như vậy thôi, nhưng mà ngoài ra màu sơn nó càng là khá là sáng. Và cây số 15 này nặng là 400g, dài 2m7 và độ lớn ngọn là 2 ly 5, độ lớn ngọn 2 ly 5 và độ cứng của cây này là tầm khoảng 50 bên non dạng ngọn tháp. Cây này khá là nhạc quen. Và cây số 15 này có giá là 470.000. Màu sơn nó càng khá là sáng. Tiếp đến là cây số 16. Cây 16 ở đây em có một cây đa qua dài 3m3 này, bao gồm có 3 khúc. Cây này phần là mọi người có bên tróc như thế này, này trầy xước nha. Đa qua bát fuxi xích khuyên fuxi. Cây này có tất cả là 4 khuyên bao gồm cả đầu bu này. Đa qua dân ACE 3m6. Và cây số 16 này nặng 500g và độ lớn ngọn là 2 ly 8 là dạng ngọn thường ạ. Và độ cứng là tầm cũng khoảng là 30. Và cây này 36, cây này cũng có giá là 380.000. Cây số 16. Và tiếp đến là cây số 17 ạ. Cây số 17 ở đây em có là một cây hàng nội địa dài 2m7 bao gồm có 3 khúc như thế này.
Cây số 17 này nặng là 382 gram. Cây này và mặt ngoại hình khá là ok, độ mới tầm 90%. Có bị trầy xước đây, vị trí trầy xước nhỏ như này. Trầy xước nhỏ thôi. Màu sơn vẫn còn khá là đẹp, màu xanh như này. Dạng ngọn tháp. Cây này là bắt gặp là Fuji FF7. Đây là độ trầy xước cái phần sơn như này thôi. Nhìn chung là cây còn này khá là đẹp nha. Dài 2m7, bao gồm có 3 khúc. Cây số 17 này nặng 385g, độ lớn của ngọn là 25. Và độ cứng là tầm khoảng là 50-60. Đây thông số ghi trên ngọn 50-60, 25. Và cây số 15 này có giá là 480.000. Cây này ngoại hình khá là ok, có trầy xước nhỏ thôi, màu sơn mới còn khá là sáng. Và tiếp đến là cây số 18. Cây số 18 là cây này rất là đẹp nha mọi người. Đây có trầy xước nhỏ như thế này thôi. Màu sơn của cây màu xanh khá là sáng. Cây này là cây Shimano, gồm có 4 khúc, dài 4m2. Đây, thông số của cây Shimano và Made in Japan có ghi đầy đủ ạ. 4 khúc 4m2. Và cây này ngồi vị trí trầy xước ở cái khúc thứ 3 như thế này thì còn nhìn chung ở những vị trí khác thì không có trầy xước gì đáng kể. Cây này thì độ mới tầm 80-85%. Đây, cái bề keo này cán gỗ như thế này, có trầy xước phần cán tí thôi. Bát gặp Fuji FF8. Và cái khuyên của cần này thì khuyên hai khúc này là khuyên Fuji gặp được như thế này nha. Và cái khúc ngọn như này, đây hai khúc phân ngọn này có hai khuyên này. Cái này là hình khá là đẹp mắt, cây Shimano như thế này. Và cây này nặng là 856g. Này, màu sơn của cần khá là, chỉ quấn của cần này khá là đẹp, còn khá là mới nè. Chỉ quấn của cần khá là mới nha. Và cây này có độ lớn ngọn là 3.8, dạng ngọn thường nha, bị trầy xước vào ngọn tí nè. Và độ cứng là tầm khoảng là 70-80, cây này cũng khá là cứng nè. Cây này ngoại hình rất là ok, có trầy xước như vậy thôi, đây trầy xước như này. Dài 4m2, bao gồm có 4 khúc như thế này. Và cây số 18 này có giá là 650.000. Ngoại hình tổng thể của cây số 18. Rồi em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 18 cái cây cần hàng Nhật Bản của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment ở dưới video. Và khách chốt hàng bằng cách comment ở dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ liên hệ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.